Hỷ đón chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang trong mình số phận khác nhau. Có thể thời trẻ, nhiều người sẽ phải sống trong cảnh túng thiếu, bần hàn, nợ nần chồng chất. Nhiều khi họ tuyệt vọng về cuộc sống và chính bản thân mình. Họ luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ trả hết nợ nần, vì cứ trả hết cái này lại có cái khác xuất hiện. Tiền bạc luôn là vấn đề khiến họ phải đau đầu. Nhưng bạn yên tâm đi, đó chỉ là những chuyện nhất thời thôi, chứ trong năm nay thế nào tuổi Giáp Dần 1974 cũng sẽ trả hết nợ. Bạn chẳng phải đau đầu vì tiền như trước nữa, nợ mấy cũng trả hết được, đã thế lại được sống trong nhung lụa, tiền bạc luôn dư giả, phúc phận đầy nhà. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 được tử vi học dự báo, trong năm 2023 Quý Mão, nợ nần mấy cũng trả hết, đổi vận giàu sang, nhiều phúc phận đầy bất ngờ. Trong phần luận giải tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm 2023 sẽ giúp cho quý vị nắm được tổng quan về vận hạn của mình trên các phương diện về tiền bạc, công danh, sự nghiệp, tình duyên và gia đạo. Qua đó quý vị sẽ biết trước được thiên cơ, nắm được vận mệnh, đổi đời giàu sang nhanh chóng. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm 2023 Quý Mão. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng ra từ ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 năm Mạng trong năm 2023. Bước sang năm 2023, người tuổi Giáp Dần hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn giải quyết được mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Giáp Dần sinh năm 1974 năm Mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao Thái Dương, vận hạn toán tận, hạn tam tai. Gia chủ không phạm tam tai, hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Dần gặp Mão là bình hòa, yên ổn, hay nói cách khác là tuổi Giáp Dần nam mạng không phạm thái tuế. Xét về mối quan hệ thiên can, Giáp Dương Mộc và Quý Âm Thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Dần trong năm nay, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 cần chú ý tháng canh thân, tháng 7 âm lịch, từ ngày 16 tháng 8 đến 14 tháng 9 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Giáp Dần sinh năm 1974 năm Mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Giáp Dần sinh năm 1974 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một các tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời, là đệ nhất các tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhờ vượng khí cắt lợi, khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách, lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là 2 tháng đại cát. Hóa giải, làm lễ cúng sao giải hạn vào 11 đến 13 giờ ngày 27 âm lịch hàng tháng, vì thời điểm này là khoảnh khắc sao Thái Dương đăng viên chiếu sáng nhất. Chính lúc này sẽ có Đức Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân giáng trần. Chuẩn bị đồ cúng bao gồm hương hoa, trà quả, nước, trầu cau, 12 ngọn nến, đinh tiền vàng, mũ vàng và muối gạo. Lưu ý tất cả lễ vật phải là màu vàng, trường hợp có màu khác thì phải dùng giấy có màu vàng bọc vào, chuẩn bị bài vị có màu vàng và ghi chữ Đức Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời, chủ về nhiều điều tốt đẹp, nhưng điều đó sau này có phần kỵ và mang tai ách đến với nữ giới. Mặc dù không quá nặng nhưng nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao Thái Dương nhằm mục đích hóa giải tai ách.
Cụ thể nên đeo những trang sức hay đá quý có màu vàng hoặc màu nâu như đá thạch anh tóc nâu, thạch anh tóc vàng. Trường hợp gia chủ là nam giới được sao Thái Dương chiếu mệnh để tăng gấp đôi, gấp ba hay gấp nhiều lần sự may mắn thì gia chủ nên sử dụng những đá quý, trang sức thuộc hành hỏa, hành mộc. Ví dụ như đá thạch anh tím, thạch anh đỏ, vòng tay ngọc Myanmar. Gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 nam mạng năm nay gặp hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau: toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng, ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Hóa giải: vốn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc ở trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng xây xát nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm, gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn. Bởi năm gặp đại hạn toán tận, không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Sau đó gia đình chủ động sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Luận tử vi Giáp Dần sinh năm 1974 nam mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu năm đón xuân vui vầy bên gia đạo, gia chủ tuổi này chú ý về lời ăn tiếng nói để hạn chế vạ vào thân. Tháng 2, có tin vui đưa tới gia đạo trong tháng này. Tháng 3, chú ý tai nạn bất ngờ. Tháng 4, các công việc làm ăn của thành viên trong gia đình tháng 4 không được tốt, sức khỏe cũng kém. Tháng 5, khi đi ra ngoài trong tháng này, gia chủ tuổi Giáp Dần cẩn thận có thể gặp phải cửa quan hoặc chú ý đến tay chân. Tháng 6, có quý nhân giúp đỡ. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ tuổi này trong tháng 7 không được tốt, công việc con cái trong gia đình cũng gặp nhiều bất lợi. Tháng 8, đây là tháng trong họ hàng, nội tộc của gia chủ đón tin vui hoặc trong gia đình có sự mua sắm, sửa sang đồ vật. Tháng 9, cẩn trọng tai nạn bất ngờ với tiểu nhân quấy phá, nói xấu sau lưng. Tháng 10, trong tháng này gia đạo của gia chủ mâu thuẫn, thiếu hòa khí, tình cảm giữa bố mẹ không được tốt đẹp. Tháng 11, ra ngoài tháng 11, người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, chú ý xe cộ hoặc tránh mất mát của cải tiền bạc. Tháng 12, tháng này tiền bạc của gia chủ có sự hao tán nhiều hoặc đường tiêu hóa của gia chủ không được tốt. Tổng kết tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, dù không phải chịu đối xung thái tuế trong năm Quý Mão 2023, nhưng nam mạng Giáp Dần chỉ có thể coi có một năm bình hòa, ổn định, chứ chưa thực sự nhiều khởi sắc, rực rỡ. Công việc có tốt hay xấu, chỉ cần có quyết tâm thì khó khăn nào cũng vượt qua, khúc mắc nào cũng được giải quyết. Khi đủ nghiêm túc và cố gắng, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời, dìu dắt qua cơn sóng gió, cơ hội thăng tiến cũng đến. Bản mệnh làm đến đâu hưởng đến đấy, tạo dựng được thành tựu sự nghiệp nhất định, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu muốn có đột phá thì sẽ phải cố gắng gấp bội, đức năng, thắng số, cứ kiên trì và quyết tâm với lựa chọn của bản thân thì sớm muộn gì cũng tới đích. Về tài chính, may mắn cho tài lộc có thể tốt cho những mệnh chủ Giáp Dần sinh năm 1974. Mặc dù hoàn cảnh không khó khăn trong công việc, bạn vẫn có thể có được thu nhập đáng kể. Sự may mắn cho vận may và kinh nghiệm phong phú trong đầu tư có thể mang lại cho bạn thêm lợi nhuận. Bạn quá hào phóng khi từ chối việc được mượn hoặc là cho vay miễn phí từ người khác. Kết quả là bạn nên học cách quản lý các vấn đề tiền bạc hoặc bạn có thể bị chỉ trích ngay cả khi bạn chi tiêu cho người khác. Mặc dù năm nay không lý tưởng về sự giàu có, nhưng đây vẫn là một năm hạnh phúc với những người sinh năm 1974. Về sức khỏe của người tuổi này trong năm 2023 không quá lý tưởng, thể trạng giảm sút nên dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu hóa, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Mệnh chủ cũng nên chú ý xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi điều độ, đi lại nhìn trước ngó sau, tránh vướng tai bay vạ gió, thương tật. Bên cạnh đó cần tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, cầu gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt bạn nên có chế độ rèn luyện nhằm nâng cao sức đề kháng. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm cũng sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974. Về tình cảm gia đạo,
Sự may mắn trong mối quan hệ tình cảm sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ của bạn với bạn đời. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tranh cãi về những vấn đề tầm thường và cần trao đổi nhiều hơn với nhau vì không dễ để hỗ trợ nhau trọn đời và mối quan hệ này cần được trân trọng. Năm nay, gia đình bạn có thể có một sự kiện hạnh phúc hoặc là đám cưới của con trẻ hoặc là di chuyển. Phái nam nên biết giữ gìn, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Rất có thể nếu bản mệnh quá cả tin thì sẽ bị đối tượng có ý đồ xấu lừa gạt, khiến bạn phải chịu đựng nhiều hệ quả đáng tiếc. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Giáp Dần, sinh năm 1974 nam mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của Giáp Dần trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Giáp Dần. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!